Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp. Và như mọi lần thì em có giới thiệu qua video lần mới nhất là dòng Gian XTC model XTC 3 năm 2020. Đây cũng là một mẫu model mà em mới review trong một vài ngày vừa qua. Thì đây cũng là một mẫu Gian cao cấp ở hiện tại năm 2020. Đây một mẫu địa hình mới ra mắt trong ngày năm nay. Thì hôm vừa rồi em đánh giá thì review rất là qua rất sở sản phẩm của dòng Gian XTC, thì đây là một sản phẩm đánh giá rất là cao đó nhá. Độ mới của xe em đánh giá là trên 95%. Và xe được trang bị cấu hình rất là khủng đó nhá. Với cặp giảm sóc hơi, quá nhiều chân tay. Đây là một mẫu mà rất nhiều các bác ưa thích ở đây hiện tại dòng địa hình. Với cái màu tông xanh trắng rất là nổi bật trên khung xe. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và đây là dòng mẫu Gian XTC 3 năm 2020 của năm model năm 2020, làm từ hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm alloy SL 27,5. Thì các bạn biết là dòng nhôm alloy thì rất là nhiều loại, chia ra làm alloy X0, alloy S và alloy SL. Thì đây là một cái dòng nhôm siêu nhẹ của dòng Gian, dòng dành cho những dòng xe cao cấp ở thời điểm hiện tại. Và xe vẫn được trang bị với bộ dây âm sườn tại các khung xe. Đây là một mẫu Gian cao cấp em đánh giá rất là cao. Mà các bác mà có người hỏi em về cái dòng địa hình cao cấp của thương hiệu Gian thì đây là một mẫu model em cũng là rất là mới về ở đây. Thì trước với chiếc này thì cũng là một model, nhưng đánh giá chiếc này độ mới của nó là cao hơn so với chiếc trước, như một chiếc xe mới bỏ từ hộp ra còn gần như nguyên. Thì đây là một dòng chiếc xe lướt, lớp sơn của nó là gần rất là bóng và sáng bác nhá, không hề có một vết xước nào cả. Hợp kim nhôm alloy XL, các bác lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu nhôm alloy XL này, nó khác là nhẹ hơn và bền hơn so với mẫu thông thường của những dòng Gian cũ. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, cũng được mang thương hiệu của Gian SL, một thương hiệu gương cổ phốt cao cấp của Gian SL đây. Ghi đông của xe rất là mới bác nhá. Tay lắm cao su đúc của chính hãng của Gian. Nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với cấu hình rất là khủng. Giảm sóc hơi. Củ đề Shimano DR. Khóa anh chị nhận tóc trên tay đây, đóng mở sóc em, rất là tiện lợi khi các bác đi những đường đồi núi hoặc đường đèo bác nhá. Bên tay phải em là trang bị với 3 tầng đĩa của chính hãng Shimano DR. Giảm sóc hơi bác nhá. Đây là cái khóa của khóa hơi để xả e đây. Đây em mở bác xem. Đây là chỗ xả e của giảm sóc, rất là tiện dụng luôn nhá. Em đánh giá là đây là một mẫu xe lý tưởng dành cho những bác yêu thích địa hình của thương hiệu Gian, không thể bỏ qua được. Đây là cái vỏ giảm sóc, sóc hơi rất là cao cấp, giảm sóc còn rất là mới luôn nhá, rất sáng và bóng. Xe được trang bị với cặp vành chính hãng của Gian, vành nguyên bản chính hãng Gian, vành nhôm hai lớp, kích thước lốp và vành là 27,5. Thì hôm vừa rồi em có giới thiệu qua vòng vành Piaget của thương hiệu Gian. Đây là một mẫu vành mới nhất của năm 2020, nó được đo với bộ độ chính xác tuyệt đối, rất là cứng hơn với mẫu thông thường cơ bản của những mẫu model cũ của xe. Lốp chính hãng của Gian,
lốp 27,5 nhân 2.0. Lốp còn rất là mới lắm nhá. Đây lốp cái gai lốp vẫn còn bề mặt trên lốp xe đây. Từng cái chi tiết nhỏ trên cái gai lốp này còn rất là mới, để em quay bác xem. Xe này gần như là mới tuyệt đối. Em đánh giá là trên 95% xe. Và em đã giới thiệu qua về những cái dòng gian cao cấp thì thường thì cọc yên của nó làm dẹp ngắn nhỏ gọn hơn. Đấy. Giúp cái lực ma sát đục đẩy chắn gió tốt hơn của những cái dòng thương hiệu gian. Rất là ngắn và nhỏ gọn, cho cái bộ khung của nó rất là thon quá nhá. Đây là cái đèn sau của nó nguyên bản theo xe. Yên còn rất là mới đây, các bác đánh giá cái độ yên mới của yên xe đây. Màu sắc tông màu phối hợp rất là ăn ý so với cái khung màu của khung hình xe. Dòng XTC 3 năm 2020 xích clip đây, gần như là mới nguyên lắm nhá. Xích clip đây, những cái đường răng của xích đây, các bác nhìn có thể thấy rõ cái đường răng của xích còn gần như là mới tuyệt đối. Đây là một dòng xe gọi như đi mới đi lướt qua của dòng xe XTC đời mới, model đời mới nhất. Cái chắn đĩa, cái chắn lít bên trong cũng còn mới tinh, nhiều bác nhìn rõ này. Đằng sau sử dụng cái củ đè Shimano DRE, vành sóng là vành của chính hãng Pirelli, vành của Gian, lốp lốp kích thước cũng là chính hãng của Gian. Lốp đằng sau đây, lốp rất là mới đây. Xe được sử dụng với thùng đĩa trục rỗng, rất là cao cấp, thùng đĩa trục rỗng đây. Nguyên bản theo xe, đùi đĩa còn gần như là mới nguyên, rất là mới luôn nhá. Có bộ la tô trắng đĩa nguyên bản theo xe. Đùi đĩa có cọc, đây bác nhìn rõ. Đùi đĩa răng đây, rất là bền và chắc chắn, đùi đĩa rất là cao cấp. Xe lần này có về là thông số size M. Vâng, chiều cao của khung xe bây giờ sẽ đo. Và xe có chiều cao khung size đứng của nó là size 48 các bác nhá. Tức là size M. Thì ở các bác cao từ trên 1m65 đến trên 1m7. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Gạt đĩa của Shimano DRE. Lên lip. Xuống lip. Lip và xích nguyên bản theo xe còn rất là mới các nhá. Xe đánh giá là cực kỳ đẹp luôn, chiếc xe màu gian XTC 5 model 2020. Đấy, có thể thấy rõ rất là bon. Bên em sử dụng 3 đường đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đây em quay tổng thể chi tiết cho đánh giá khung hình xe dòng gian XTC model mới thời điểm hiện tại với cấu hình full group DOD, giảm sóc dầu, giảm sóc hơi, khóa hành trình kiểm soát trên tay, cặp vành PEGF, cặp vành siêu nhẹ của chính hãng gian, nhôm Shimano, nhôm của Alloyx FL, nhôm siêu nhẹ của gian dòng FL các nhá. Xe đánh giá là mới trên 95%, gần như là mới nguyên. Và em vừa đánh giá tổng thể cho xe gian 3 XTC model 2020. Và xe có giá rất tốt bên em là 9.8 triệu. Bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cơ xe hạt, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.